Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Phong thủy, chánh niệm, nhân quả, ba phương tiện để cải biến cuộc đời tốt hơn. Phong thủy là phương tiện trợ duyên giúp công danh thăng tiến. Nhiều người không biết gì về phong thủy nhưng vô tình ứng dụng phong thủy mà không hay. Phong thủy giúp thay đổi khí trường một nơi nào đó, nhưng không thể thay đổi được luật nhân quả. Ví dụ, một người sống khép kín, không giao tiếp bất kỳ ai, rất khó để nhận được sự trợ giúp từ người khác khi gặp khó khăn. Không gian là phong thủy, tâm lý là phong thủy, sạch sẽ gọn gàng là phong thủy tốt. Tâm trạng phấn khởi là phong thủy tốt, vì thế nơi ở của các vị thường xuyên sạch sẽ, ngăn nắp, ánh sáng vừa phải, không mùi hôi, không nhiều tiếng ồn khó chịu, đó là dấu hiệu của phong thủy tốt. Vị nào có tấm lòng vị tha, không chấp trước, không sân hận với bất kỳ ai, hẳn là người có phúc đức. Khải Toàn ví dụ cho các bạn hình dung về không gian. Nhà ở thiếu ánh nắng, lại thường xuyên đóng kín các cửa, không khí vô cùng ngột ngạt, không phải là điều tốt. Các bạn nên biết, ánh nắng mặt trời là khí dương nên thường xuyên đón nhận ánh nắng vào mỗi buổi sáng. Nhà bị bích khí và mùi ẩm mốc khiến tinh thần tù túng, ảnh hưởng sức khỏe. Có những ngôi nhà, cửa trước cửa sau đều mở thì ngược lại, không khí lưu thông quá mạnh, ánh sáng hoặc ánh đèn mạnh gây ảnh hưởng đến tinh thần, nhất là những căn hộ chung cư, tầng càng cao khí càng mạnh. Có câu tàn phong tụ khí, nghĩa là nên đón khí tốt từ bên ngoài vào từ cửa và khí thoát ra đi từ từ. Với các ngôi nhà, khí vừa vào đã ra hoặc không có cơ hội vào thì không thể tụ tài. Nhà cửa ở càng lâu thì đồ đạc càng nhiều, những thứ không dùng ngày một phát sinh, chiếm hết cả không gian sống. Đồ càng nhiều thì càng lười dọn dẹp, là cơ hội để bụi bẩm, vi khuẩn sinh sống. Khải Toàn thường đi xem phong thủy nhà, có các nơi vừa bước vào cảm nhận ngay mùi ẩm mốc rất là khó chịu, nhất là bếp và phòng ngủ. Vì lý do gì những người trong nhà này vẫn chịu được? Đó là do họ quen mùi. Nhưng sức khỏe những người sống trong nhà này hoàn toàn không tốt. Ở trong những ngôi nhà không sạch sẽ, nhiều mùi khó chịu được xem là phong thủy xấu nhất. Ví dụ những ngôi nhà dùng bếp mở, tức là nhà bếp không riêng biệt, từ bếp nấu có thể nhìn thấy phòng khách. Nếu hệ thống thông gió không tốt, mỗi ngày nấu nướng, mùi đồ ăn sẽ lan tỏa khắp nhà, bám vào tất cả những vật dụng trong nhà, lâu ngày phát sinh ra vi khuẩn. Với những căn hộ chung cư tầm 50m², bếp mở là lựa chọn duy nhất. Các bạn nên xử lý hệ thống quạt hút mùi khi nấu ăn. Thường thì mở quạt hút mùi 30 phút sau rồi mới tắt hẳn. Thường thì vài tháng các bạn nên vệ sinh toàn bộ ngôi nhà, giặt giũ tất cả đồ vật có thể bám bụi bẩn. Dùng máy lọc không khí hoặc là đốt tinh dầu, đó là những cách giúp thanh tẩy khí trường cũ, đón khí mới trong lành. Với những ngôi nhà quá nhiều tạp vật, người ở trong nhà lại thiếu vệ sinh thì không thể nào dùng phong thủy để cải biến. Tháng vừa rồi Khải Toàn đi xem một căn nhà ở quận Tân Bình. Tầng trệt kinh doanh quán nhậu, tầng trên bỏ hoang khá lâu. Toàn bộ ngôi nhà bốc mùi ẩm thấp, được pha trộn đủ thứ mùi. Khu bếp nấu thì khỏi phải bàn. Khải Toàn trò chuyện tế nhị với gia chủ, trừ khi anh chị dọn dẹp sạch sẽ tất cả, sơn sửa lại toàn bộ ngôi nhà mới có cơ hội dùng phong thủy để cải biến. Tiếp theo về phong thủy không gian sống, đó là tiếng ồn. Tiếng ồn được gọi là thanh sát, được phát ra từ xe cộ, tiếng nước chảy, tiếng máy giặt, tiếng máy lạnh, tiếng tủ lạnh và đặc biệt là tiếng hàng rong. Có một loại thanh sát rất là khó chịu nhưng không thể loại bỏ trừ khi dời nhà đi nơi khác sống. Đó là tiếng ồn từ hàng xóm. Lỡ không may sống ở gần các vị hàng xóm ồn ào, thường xuyên nhậu nhẹt, thường xuyên hát karaoke hay chửi con,
hoặc là mở nhạc quá to là một điều vô cùng khó chịu. Khi phải đối mặt với những vị hàng xóm ồn ào này, cách duy nhất là hãy tế nhị góp ý, dùng chính sự thông cảm và tấm lòng vị tha của mình để cảm hóa họ, có thể không hoàn toàn như ý nhưng ít ra cũng giảm được đôi phần. Phần thứ hai là chánh niệm. Người có tâm thái lạc quan, suy nghĩ và hành động chính trực, tin vào bản thân mình có khả năng làm được mọi thứ tốt hơn là người tràn đầy năng lượng. Có câu thành công nhờ kiên trì, trí tuệ nhờ chánh niệm, nghĩa rằng muốn thành công phải thật kiên trì. Có những việc muốn thành công thực hiện cả vạn lần, tư duy luôn hướng tới những điều tích cực trong mọi hoàn cảnh sẽ sinh ra trí tuệ. Ở thời đại công nghệ, mạng xã hội chuộng các video ngắn, nhiều ngành nghề phải thích nghi mới mong đạt được hiệu quả cao. Khải Toàn ví dụ những bạn làm ngành nghề liên quan đến ăn uống, phải học cách quay video, trình bày món ăn, thuyết trình sao cho món ăn hấp dẫn, rồi tự chỉnh sửa lại video. Lúc quay video, cần thiết bị quay, thiết bị ghi âm, thêm vào đó đèn đớm các kiểu, không gian trang trí sao cho thiệt đẹp. Nghe đến đây thôi có vẻ rất là gian nan, nhưng phần khó nhất diễn trước máy quay. Có nhiều người bảo tôi không làm được, tôi không biết nói, tôi ngại quay video. Xin thưa với các bạn, người có khiếu tập vài lần, bản thân mình không có khiếu thì tập hàng trăm hàng vạn lần, nên có câu thành công nhờ kiên trì. Ví dụ con cái của bạn tập chạy xe đạp phải cần rất nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí té lên té xuống mới có thể đạt được những bước đầu tiên tay lái chập chờn. Vào khoảng năm 90, lúc ấy tôi tầm 12 tuổi, mượn được một chiếc xe đạp người lớn. Vì không thể leo lên được yên xe, tôi ngồi trên phần sườn, cứ đạp cà nhấp cà nhấp. Đạp được một nửa của cái vòng quay, chủ yếu quen với tay lái. Sau khoảng vài tuần, một hôm quyết định phóng lên yên xe, cảm giác vô cùng thích thú. Chạy được vài vòng, không biết cách dừng lại, thế là liều mình thắng gấp, cho xe ngã ngang qua, té cái rầm. Phải mất thêm một thời gian nữa mới biết cách đáp xe an toàn. Nghe đến đây, các bạn nên suy nghĩ lại xem công việc của mình có cần kiên trì để cải biến, để thích nghi với xã hội ngày một biến chuyển. Nếu hôm nay bạn chưa kịp thích nghi, chưa kịp tập làm những video ngắn giới thiệu những sản phẩm, thì vài tháng hoặc là một năm sau sẽ chậm hơn người khác đã thực hiện từ hôm nay. Thực tế thì kiên trì thôi vẫn chưa đủ. Tôi lấy ví dụ về hình tượng vị Phật A Di Đà, ngài đại diện cho định, tự lực và tha lực. Chữ định đại diện cho tâm an tĩnh, tâm không bị lôi kéo trước những cảnh vật. Tự lực là khi bạn tự bản thân mình thực hiện một việc kiên trì không ngừng nghỉ. Bạn tự tạo cho mình một ý chí bất diệt, có niềm tin mình làm được. Tự lực là một điều cần thiết cơ bản, ngay cả với đứa trẻ. Ví dụ chúng phải tự lực từ lúc tập bò tập đi, lớn lên tự học tự chơi tự khám phá. Khi trưởng thành, bạn phải vượt qua những cám dỗ, những thất bại trong công việc, vượt qua những thất bại trong tình cảm. Vì khi trưởng thành, không ai tốt hơn chính bản thân bạn, phải tự mình vượt qua tất cả. Nhớ lại thời gian đầu, Khải Toàn tự tìm hiểu thực số, tự học bát tự, đọc sách rất khó hiểu, thông tin trên mạng đầy nhiễu loạn, lại không biết ai để hỏi. Chỉ có cách duy nhất là lòng kiên định, ngày này qua năm khác, dần dần tích lũy được chút kiến thức về thuật số. Nếu tự lực là yếu tố bên trong thì tha lực là sự trợ giúp từ bên ngoài, từ những người thầy, những người bạn, từ những công cụ sách vở hoặc mạng xã hội. Ví dụ đứa bé tập xe đạp, có sự trợ giúp của cha mẹ thì chúng dễ học hơn. Với những người học tập hay là hợp lại thành một nhóm đưa ra những khó khăn cùng giải quyết, sự trợ giúp bên ngoài cũng là điều vô cùng cần thiết. Có một sự tha lực không thể thiếu trên con đường thành công, đó chính là chướng ngại. Người đối kỵ, người cản trở, người gây chướng ngại cho bạn, tất cả họ đều là những bài kiểm tra, nếu không vượt qua xem như bạn thất bại. Nói tóm lại,
tự lực hay tha lực đều không thể thiếu trong cuộc sống này. Vậy các bạn có biết chánh niệm đến từ đâu? Chánh là chính giữa, ngay thẳng. Những ý niệm lạc quan thường xuyên sẽ được chuyển hóa thành chánh niệm. Người chưa định gặp những chướng ngại vấp phải thường suy nghĩ cuộc đời thật bất công với bản thân ta. Ứng với câu nói trong kinh, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau. Ngược lại, người có tâm thái lạc quan gặp những chướng ngại nghĩ đó là bài học, bài thi thử cho bản thân, cơ hội khảo nghiệm. Suy nghĩ lạc quan này ứng với câu, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau. Khải Toàn ví dụ, thấy một người dáng vẻ khả nghi trước nhà và phát tâm suy nghĩ cẩn thận đồ đạc kẻo bị mất trộm. Ngay khi bạn phát tâm suy nghĩ họ là người xấu, ý niệm không tốt này đã cho thấy ý nghĩa tiêu cực. Thay vì không phát tâm nghĩ gì, hoặc nếu có là tấm lòng thông cảm, có thể họ đang bị ai theo dõi nên cần người giúp đỡ. Một ví dụ khác, khi bị một người bạn hoặc một người trong gia đình đã kích ta, làm bản thân vô cùng khó chịu, bạn lập tức nghĩ rằng họ là người khó chịu, đó là lúc bạn phát tâm sân hận. Thay vào đó, nếu bạn nghĩ thoáng hơn, nghĩ rằng họ nói trong lúc tâm trạng không tốt, mình có thể thông cảm cho qua, vì trước giờ họ cho mình cả trăm điều tốt, giờ cứ trừ lại một, không sao cả. Đó chính là phát tâm thông cảm. Dần dần mọi suy nghĩ và hành động của mình đều hoan hỷ, tâm trí không còn bị vây hãm bởi lối suy nghĩ tiêu cực. Lúc này tâm trí an lành, lời nói và hành động rất dễ thương, đó chính là chánh niệm. Tâm thái chánh niệm là tâm tự khởi, bạn không thể đạt được cho đến khi tâm định và thông cảm với tất cả những người xung quanh. Bước đầu hành thiền mỗi ngày vài phút là cách bạn tự gieo những hạt giống quang minh vào tâm trí của mình. Dần dần về sau, cây chánh niệm sẽ đơm hoa kết trái trong tâm hồn của bạn. Khải Toàn đã trình bày về phần 1 là phong thủy, phần 2 về chánh niệm, phần thứ 3 là nhân quả. Dù bạn có hoặc không theo bất kỳ tôn giáo nào, dù bạn không tin vào nhân quả cũng chẳng hề chi. Nhưng bản thân mỗi người chúng ta đang sống cùng nhân quả. Ví dụ hàng xóm khó ưa, bạn lại khó gần, thế là đang nấu ăn, thiếu ít gia vị, không thể nào dám hỏi thăm. Ví dụ bạn ăn quá no, ăn no là cái nhân, sự buồn ngủ, sự lười biếng sau khi ăn là cái quả. Bạn say mê làm việc, không phàn nàn bất kỳ điều gì là cái nhân, sự thăng tiến trong công việc chính là cái quả. Bạn đối đãi tốt với những người xung quanh là cái nhân, dễ gặp được những người giúp đỡ từ bên ngoài, đó là cái quả. Tập chạy xe là nhân, biết chạy xe là quả. Nhân quả này tồn tại trong hai phần phong thủy và chánh niệm bên trên Khải Toàn đã trình bày. Dù tin hay không thì nhân quả vẫn luôn tồn tại. Duyên phận do con người tạo ra, người này muốn kết giao với người kia bèn chủ động cười và cất tiếng chào, thế là một mối nhân duyên mới được tạo ra. Người hay cáo gắt nóng giận, chẳng thể nào nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh, chỉ nghĩ đến lợi lộc cho bản thân mình, chẳng thể nào có được nhân hòa. Do vậy, duyên là tự mình kết thành, tựa như mỗi ngày có thể gieo những hạt giống mà mình mong muốn, rồi sau đó thu hoạch lại những hạt giống tốt. Giả dụ mỗi ngày bạn bỏ vào ống heo 500.000 đồng, một năm sau con heo sẽ mập lên. Mỗi ngày ngồi hành thiền 10 phút, một năm sau tâm trí sẽ thành cây đại thụ an tịnh. Đạo lý này nói lên quả của hôm nay hoàn toàn là nhân của hôm qua. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.